Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Minh Hiền rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật, và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nếu như trước đây biển số định danh có hai chữ cái chỉ được cấp cho những chiếc mô tô, xe máy có dung tích động cơ dưới 50 phân khối, thì từ ngày 15 tháng 8, bắt đầu xuất hiện nhiều chiếc mô tô xe máy trên 50 phân khối gắn loại biển này. Một người dân sinh sống tại Hà Nội cho biết thấy bất ngờ khi được cấp biển số có hai chữ cái AB chiếc xe máy mới. Anh thắc mắc, mình đăng ký chiếc xe tay ga Honda Vision có dung tích trên 110 phân khối, nhưng không hiểu sao lại ra biển có hai chữ cái này, nó vốn dành cho xe dưới 50cc mà. Người đặt câu hỏi như anh Long không phải duy nhất. Gần đây trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết chia sẻ về việc biển số xe máy cấp sau ngày 15 tháng 8 có hai chữ cái AB dù xe được đăng ký có dung tích xi lanh trên 50cm khối. Đa phần người xem đều cảm thấy thắc mắc. Thậm chí có người cho rằng đây là sản phẩm của phần mềm chỉnh sửa ảnh. Tuy nhiên thực tế, đây là một trong những quy định mới liên quan đến biển số định danh được áp dụng từ ngày 15 tháng 8. Theo quy định hiện hành tại khoản 5 điều 37 thông tư 24/2023 TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, quy định về màu sắc, series biển số mô tô trong nước như sau. Biển số xe mô tô nền màu trắng, chữ vật số màu đen, series biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Kết hợp với 120 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức cá nhân trong nước. Như vậy, theo quy định nêu trên, biển số xe mô tô xe máy cấp cho xe của các tổ chức cá nhân trong nước từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 có nền màu trắng, chữ vật số màu đen sẽ kết hợp các chữ cái lại với nhau. Đây chính là lý do từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, trên đường phố xuất hiện xe máy trên 50 phân khối có biển số định danh, có hai chữ cái,